xin chào toàn thể bác đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì em Hải sẽ lên một clip để chia sẻ và hướng dẫn đến mọi người cách kiểm soát và cách sử dụng các bộ micro không dây khi chúng ta cấu ghép gia đình hay là phòng hát karaoke. Và nhân tiện ngày hôm nay thì em có một số bộ micro không dây giá bình dân phù hợp mọi người có thể cấu ghép trên các bộ dàn karaoke mà giá rất là bình dân và hấp dẫn. Thì ngày vừa rồi là em dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, thì ngay từ trước Tết, kể cả ngày sát Tết như là ngày 30, mùng 1, mùng 2 cũng có rất nhiều anh em đã liên hệ cho em. Alo Hải ơi, hỗ trợ anh với. Ngay hôm qua thì anh vẫn hát bình thường, mà ngày hôm nay thì không hiểu tại sao mà một tai mic hay là hai tai mic của anh là nó lại không lên tiếng. Có lỗi gì em giúp anh xử lý cho anh với. Tết rồi anh không có gì hát. Và vừa rồi thì em đã hỗ trợ rất nhiều đơn hàng. Thì tất cả các đơn hàng này sau khi em hỗ trợ xong thì đều sử dụng bình thường và không có đơn hàng nào bị lỗi cả, đều là liên quan đến kỹ thuật tần số sóng. Và ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách bắt sóng, cách một số chức năng chúng ta cần biết đến khi sử dụng các bộ micro không dây. Rất nhiều bộ mic này có chức năng đó hoặc không có chức năng đó. Nếu có, các bác có thể là hoàn toàn kiểm soát được các bộ micro không dây mà không cần ai phải hỗ trợ cả. Các bác có thể thực hành ngay trong chính bộ dàn của các bác và anh em. Thì ngày hôm nay đây, sẵn trên bộ dàn đây, em sẽ giới thiệu mọi người. Ở đây thì em có các mẫu mic từ khoảng hơn 2 triệu cho tới 3 triệu. Và trong dịp khuyến mãi này thì các bác mua được với giá rất là hấp dẫn. Thì đầu tiên là em sẽ có một bộ micro không dây hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch, mang thương hiệu của DBOTIC, có model là DB350 Plus. Mẫu mic này thì có trị giá là 2.800.000. Và ngày hôm nay thì em sẽ giảm giá và khuyến mãi cho các bác và anh em tặng một bộ pin sạc trị giá 320.000. Mọi người nếu có pin rồi thì em sẽ trừ tiền đi, trừ 300.000, còn 2.500.000. Tầm tiền 2.500.000 nó chỉ ngang bằng với một bộ micro không dây của Shure dòng Trung Quốc loại 1 thôi. Mà đây cùng tầm tiền đó mọi người có thể là mua được cho mình một bộ mic hàng chính hãng bảo hành gấp đôi bộ mic Shure bảo hành 2 năm. Và đặc thù là rất nhiều tính năng, và các tính năng đó thì hôm nay em sẽ chia sẻ đến mọi người để cho mọi người có thể là, nếu đã các bác chỉ cần hiểu hết cái tính năng này có thể hoàn toàn kiểm soát hoặc hoàn toàn biết đến để sau này có thể xử lý các vấn đề trên bộ dàn karaoke với mic không dây. Thì bộ mic DB350 Plus này có rất nhiều tính năng, trong đó thì có tính năng này sóng sạch này, tính năng bắt sóng tần số này, tính năng tự ngắt này, tính năng gia tốc này. Và đầu tiên là tính năng dò sóng sạch. Thì tất cả các chức năng dò sóng sạch nó sẽ viết tiếng Anh là scan. Thì bộ mic nào có phím này thì tức là có chức năng dò sóng sạch. Dò sóng sạch là sao ạ? Bây giờ nhá, các em xem này. Tần số sóng là 31. Đây là tần số sóng 31. Đây em sẽ dò ra không gian này. Các bác và anh em chỉ cần nhấn một lần thôi, nó sẽ tự động dò sóng sạch. Nó dò đúng cái tần số tốt nhất trong không gian đó để cho mọi người có thể bắt được cái tần mic nó tốt nhất, nó sẽ không còn hiện tượng chập chờn sóng. Đây. Mọi người cứ để nó chạy nhá, cứ để nó chạy. Đây, chữ tiếng Anh scan nhé. Scan này, anh em này. Ok, đây, nháy rồi. Mọi người quay tay mic vào đây. Đó. Đây, tức là đã bắt này. Tay mic là 00 và 00. Em alo rồi. Lê, lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Đây là cái chức năng dò sóng sạch. Đây là, bây giờ em sẽ giới thiệu với mọi người cách dò sóng tay mic và đầu thu. Thì để chúng ta hiểu nôm na là này, để ra được chất âm thì đầu thu này nó phải có một củ sóng để bắt tần số sóng với tay mic, và tần số của tay mic nó phải trùng với tần số của đầu thu thì hai thiết bị này nó mới liên kết được với nhau, nó cho ra chất âm được, đúng không ạ? Nếu mà lệch tần số nó sẽ không thể kết nối nhau, sẽ không thể cho ra âm thanh được. Đó, thì đây tay số tần số mic là 000 và tần số đầu thu là 000, tức là đang bắt với nhau. Và đây là cường RF, là cường độ tín hiệu sóng này, rất là căng. Thì em sẽ cho lệch đi.
bây giờ là cường độ cái tần số sóng của đầu thu là 11 và trên tay mic vẫn là 00 thì sẽ không thể kết nối được với nhau. Đây các bạn thấy không thể kết nối được, không thể alo được, đúng không ạ? Và trường hợp này vừa rồi em dường rất nhiều, nó phải khoảng hơn chục đơn ngay trong cái dịp Tết thôi, và phải hơn chục đơn toàn là như thế này thôi các bạn. Nào là trẻ em, các cháu, các con ở nhà bấm làm nghịch, làm lệch tần số. Đấy, rồi là bạn bè đến chơi nhấn lệch tần số, rất nhiều trường hợp như vậy và hoàn toàn không có lỗi gì, toàn là lỗi là do kỹ thuật thôi. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người này. Đây, tần số của VA là 000 và đây là 001, đó là đang lệch tần số. Thì mọi người nhìn cho em ở trên đầu thu nó có chữ set. Đây, set này. Mọi người nhấn nhả cho em một lần, nhấn nhả. Ok, đang bật đèn này. Quay màn hình tay mic vào cái mắt thần IR. Tìm trên màn hình có chữ IR này, mọi người nhấn set và quay tay mic vào đây là nó sẽ tự động bắt vào đây. Mọi người thấy không ạ? Tay mic là 011 và đầu thu là 011. Em thử lại ở nữa nhé, cho nó lên là 015 đi. 015, đó lại là tần số rồi, không thể được. Thì bây giờ các bạn và anh em nhấn một lần, nhấn một lần nút set, sau đó là quay tay mic vào đây. Ok, đã bắt được đúng không ạ? Lê 1 2 3 4 5 6. Đó. Vừa rồi thì em vừa chia sẻ với mọi người này, tính năng scan dò sóng sạch và tính năng set lại tần số sóng. Đó là những tính năng rất cần thiết và khi dùng mic không dây hầu như nên biết đến để chúng ta có thể áp dụng trong mọi trường hợp về kỹ thuật. Và tính năng nữa mà chiếc mic này có đó chính là tính năng tự ngắt. Đó chính là các bác và anh em đặt xuống 3 giây nó sẽ tự ngắt, nó không thu những cái tạp âm bên ngoài vào, nó sẽ âm thanh nó sẽ chuẩn hơn và hay hơn đó. Và thứ ba nữa là tính năng gia tốc, tức là tính năng rơi không có tiếng kêu, đúng không ạ? Đây các bác này nhớ. Đấy, bình thường không có tiếng kêu đúng không ạ? Trường hợp mà rơi đất thì là rơi này nó sẽ không có tiếng kêu. Đây là tính năng gia tốc. Và tính năng này trường hợp mà có trẻ nhỏ hay là mọi người rất an toàn khi rơi, nó không có tiếng nổ ra bộ giảm, nó rất là hay. Và chỉ một bộ mic khoảng hơn 2 triệu thôi. Bộ mic này có trị giá là 2.8 triệu và được tặng đi sạc ngay trong ngày hôm nay. Các bác nào liên hệ cho em, hoặc là các bác không lấy pin em trừ 300.000, còn 2.500.000 sở hữu cho mình một bộ mic. Giá chỉ ngang bằng với bộ micro mic sure hàng loại 1 thôi, nhưng chất âm hay hơn rất nhiều nhá. Bắt sóng, bắt độ bắt mic tốt hơn. Lên chất âm sạch sẽ hơn, trong trẻo hơn, tiếng dày hơn, và để sát mic vào, sát mic vào miệng sẽ không bị vỡ ghen. Lên nó truyền tải tín hiệu chuẩn 100%, nó sẽ không bị vỡ ghen như các dòng hàng Trung Quốc loại 1 hoặc là dòng mic sure mà giá thành rất hợp lý các anh em ạ. Ok, bộ mic này thì có giá là 2.8 triệu được tặng pin. Đấy, tay mic đây các bạn. Giờ em sẽ giới thiệu mọi người mic cao cấp hơn nhé, khoảng tầm 3 triệu người tham khảo nhé. Đây, đó là mic 450-253. Và dòng của thương hiệu Devotic này thì cũng vậy, cái bộ mic này cũng có rất nhiều tính năng. Tính năng dò sóng sạch, đây, cũng là scan này, các bạn thấy sóng sạch này. Tính năng set tần số sóng này. Và cùng với đó nữa thì bộ mic này nó có thêm tính năng là hỗ trợ echo. Với chiếc mic 450-253 này có một tính năng là 5 chế độ echo khác nhau. Đó. Hỗ trợ cho vang nhại đó, echo chính là phần vang nhại các bạn. Đây. Dò sóng sạch thì cũng như chiếc mic 350 Plus cũng nhấn vào dò sóng bên này, đây bên này. Nó tự động chạy. Ok, nó đã chọn được cho mình một tần số tốt nhất. Đang lệch với tay mic đúng không ạ? Không ra chất âm, không ra âm thanh. Thì mọi người lại một lần nữa tìm mắt thần IR. Đây, mắt của bên vế phải đấy ạ, vế B. Đây mắt vế A. Thì đây là tay mic vế B. Thì mọi người nhấn một lần set để cho chạy này. Sau đó quay màn hình tay mic vào đây. Ok, nó đã bắt được rồi đấy ạ. Lên 1, 2 lên 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Các bác có thể thấy là mic DB450 hay là mã này thì tiếng rất là sáng và rất là sạch, tay mic cầm rất là đầm. Và bộ mic này thì cũng có tính năng là gia tốc đó, tính năng gia tốc này nó rơi không có tiếng nổ đúng không ạ? Đấy, bình thường phải ok đó, rơi không có tiếng nổ, rất an toàn. Lên nó đặt xuống 3 giây nó sẽ có tự ngắt. Và bộ mic DB450 25 mã này thì được đang được chào giá là 3.500.000. Và trong buổi clip ngày hôm nay em sẽ tặng các bác và anh em một bộ pin sạc trị giá 3.200.000. Mọi người đã có pin rồi thì có thể trừ tiền đi, còn 3.200.000 nhé. Mình này, đấy tay mic màu trắng này. Đấy, tiếp theo thì giới thiệu đến các bác và anh em bộ mic của thương hiệu PS Audio VK7. Và đây là tay mic của bộ mic PS VK7, tay màu xanh xám. Và đầu thu thì màu đen, logo của PS Audio, model là VK7. Sẽ cắm trên nhé. Đây, sửa thử tay mic cho mọi người. Lên, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tay mic thì là màu xanh và đầu thu thì là màu đen. Thì bây giờ em cứ thử từng mic cho mọi người cùng nghe chất âm nhé. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì rất là sáng đúng không? Thì rất sáng. Em thử lên cái mic Wooten. Và bộ mic PS VK7 này thì thiên về reverb tiếng sáng. Bên em đang chào giá là 3.200.000. Thì trong clip ngày hôm nay em sẽ giảm cho mọi người, tặng mọi người một bộ pin sạc trị giá 3.200.000. Các bác không lịch pin em sẽ trừ tiền đi. Tiếp theo là đến bộ mic của thương hiệu GD Wooten. Model của em nó là GMS12. Đây là phân khúc bình dân của thương hiệu GD Wooten. Tay mic vịt tím này, tay mic vịt tím, đấy, tay mic thân mic màu đen, cho mic màu trắng. Lên, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Điểm rất sáng, một bộ mic mà khoảng hơn 2.000.000 thôi. Đấy, tay mic là đây, tay mic của Gregutin màu đen và đầu thu của em nó đây, màn hình sau khi cắm điện và nó là màu vàng. Quay các bác cùng xem này, GMS12. Đây là thương hiệu Gregutin thì có thương hiệu rất nổi tiếng rồi, nó giống với các hàng của DB hay PS, đều là sản phẩm hàng nhập khẩu. Và có một điểm đặc trưng chung của các bộ mic hàng chính hãng, đó chính là khi mọi người để mic sát vào miệng sẽ không bị vỡ gain. Lên, không hề vỡ gain, không thay đổi giọng, hoàn toàn truyền tải giống như là các bác để xa để gần như nhau, chẳng qua cái độ bắt nó khác nhau thôi. Thì vừa rồi em cũng đã test cho mọi người trải nghiệm chất âm của các bộ mic khoảng giá khoảng tầm 3.000.000 đổ xuống của các thương hiệu như là DB, PS, Wooten. Thì theo đánh giá của mọi người như sao, nhưng với cảm nhận của em thì em để ý thấy và em cảm nhận thấy thì các dòng của DBeltic nó sẽ thiên về độ dày tiếng và tiếng bass, và các dòng của Wooten và PS thì nó thiên về độ tiếng sáng đó, thiên về độ sáng, và của DB thì nó sẽ thiên về độ dày tiếng. Đó là để chia sẻ với cảm nhận của em. Còn nếu cảm nhận của các bác như nào, các bác hãy comment ngay dưới phần bình luận của clip này nhé. Và clip ngày hôm nay thì mong rằng là sẽ chia sẻ đến nhiều các bác và anh em cùng dùng các sản phẩm micro không dây, và để các mọi người có thể hiểu thêm và cũng như là biết thêm những tính năng các bộ mic không dây, và cũng như là biết thêm về kỹ thuật của các bộ mic này, các bác có thể áp dụng ngay trong gia đình. Mà khi mọi người gặp cái trường hợp như các bác khách thời gian vừa qua vừa gặp phải và liên tục thôi, trong vòng mấy ngày thôi, có khoảng 3-4 ngày Tết thôi, là các bác liên hệ liên tục là gọi cho em và rất là căng thẳng về vấn đề là dùng nhiều khi là bình thường là rất bận đúng không? Chiếu dịp Tết hay ngày lễ mới có sử dụng đến, mà đúng lúc đó thì lại gặp vấn đề này, nó rất là căng thẳng. Rất là may mắn là vừa rồi là em cũng đã dẫn cho các bác và
hoàn toàn là không có lỗi gì, và chỉ cần là hướng dẫn về kỹ thuật thôi là có thể sử dụng trở lại. Và một clip mong rằng nó sẽ nhiều bổ ích và nhiều điều gửi tới các bác và anh em đam mê âm thanh. Và bây giờ thì em Hải xin phép dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.